Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong quyển bài tập toán lớp 5 sức chân trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, thầy Liêm đến các em phát giới hiệu. Các em sống khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 20 số học phân bằng nhau cho 58, 59. Giờ trước hết mình sẽ làm ví dụ 1 so sánh 1,85 và 1,850. Viết vào dấu chấm, như vậy ta có 1,85 sẽ là 185 phần trăm. Thì mình thấy là dấu sau dấu phẩy có hai chữ số chuyển về số phân số hợp phân là một số là 100, như vậy sẽ bằng 185 phần 100. Còn 1,850 sau dấu phẩy ba chữ số thì một số là 1.000, phía trên là 1,850. Mình thấy là phân số này các em nhân tử và mẫu cho 10 thì sẽ được phân số này, như vậy có nghĩa là hai phân số này sẽ bằng nhau. Hai phân số này bằng nhau thì các em kết luận là hai số hợp phân này cũng bằng nhau luôn. Như mình thấy là số hợp phân này các em khi số 0 ở bên phải phần hợp phân thì mình sẽ bằng được số này. Như vậy nếu mà các em viết khiêm hoặc bỏ bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần hợp phân. Bên phải phần hợp phân nha. Phần hợp phân của một số hợp phân thì được một số hợp phân bằng số đó. Như vậy nếu mà các em viết khiêm hoặc bỏ bớt chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần hợp phân của một số hợp phân thì được một số hợp phân bằng số đó nhé. Tiếp theo mình sẽ làm ví dụ 2. Giờ các em ghi ví dụ 1 xong mình sẽ làm ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 mình sẽ nói các số hợp phân bằng nhau. Như mình thấy là 0,4 sẽ bằng 0,40 và bằng 0,400. Vì mình thấy là nếu mà các em khiêm một số 0 bên phải hoặc là khiêm hai số 0 bên phải thì ba số hợp phân này sẽ bằng nhau nhé. Được không? Như vậy 0,4 sẽ bằng 0,400 và bằng 0,40 luôn. Giờ 6 thì sẽ bằng 6,00 và bằng 6,0 nhé. Đúng rồi. Có nghĩa các em thêm số 0 bên phải phần hợp phân. Bao nhiêu số, chữ số cũng được. Đúng rồi. Thì chúng đều bằng nhau thôi. Thêm 1 hoặc là 2 thì cũng được. Đúng rồi. Tương tự 27,00 sẽ bằng 27,0 và bằng 27. Giờ tương tự 3,20 sẽ bằng 3,2 bằng 3,200. Đúng. Mình có thể khiêm hoặc bớt cái chữ số 0 bên phải phần hợp phân thì chúng cũng bằng nhau. Giờ như là mình xong ví dụ 2 nhé. Giờ các em ghi ví dụ 2 sau đó mình sẽ làm tiếp phần bài tập nhé. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1, viết các số phân dưới dạng gọn hơn theo mẫu. Như mình sẽ quan sát 30,70600 thì hai số 0 bên phải phần hợp phân này các em có thể bỏ đi. Đúng không? Như sẽ bằng 30,706 nhé. Giờ 5,400 thì hai số 0 bên phải phần hợp phân các em có thể bỏ đi, như là bằng 5,4. Câu B sẽ là 21,070, cái số 0 tận cùng bên phải các em có thể bỏ đi nhé. Như sẽ bằng 21,07. Giờ tiếp theo là 0,08, ba số 0 bên phải tận cùng này các em có thể bỏ đi. Sẽ bằng 0,08.
Giờ số này thì cái số không đẳng cùng bên phải, các em có thể bỏ đi nhé. Như bằng 100,001. Như là mình xong câu luyện tập số 1, mình sẽ làm tiếp câu luyện tập số 2 nhé. Tiếp theo là câu luyện tập số 2, khi hoặc là bớt các chữ số 0 thích hợp để phần hợp phân của mỗi cặp số sau có số chữ số bằng nhau. Như vậy ở đây là người ta sẽ yêu cầu mình khi hoặc bớt chữ số 0 kết hợp để phần hợp phân của các mỗi cặp số sau có số chữ số bằng nhau nha. Như vậy là bên đây là 3,16. Thì có 3 chữ số, bên đây là 2,4. Thì các em thêm số 0 nữa cho đủ 3 chữ số giống bên đây, đúng không? Như vậy là phần hợp phân của hai số đều là có hai chữ số bằng nhau nha. Như vậy các em khiêm hoặc là bớt chữ số không kết hợp để phần hợp phân của mỗi cặp số có chữ số bằng nhau, đúng không? Giờ tiếp theo là câu B 4,5. 42,5. Thì mình quan sát số bên đây là có 3 chữ số bằng hợp phân, thì bên đây có 1 thì kem kim 2 số 0 nữa nha. Cho đủ 3 chữ số bằng hợp phân. Giờ số bên đây kem viết lại. Giờ 73, bên đây là 6,72, bên đây có 2 chữ số bằng hợp phân, bên đây kem kim 2 số 0. Cho đủ 2 chữ số bằng hợp phân nha. Bên đây cũng vậy, mình thấy là số này có 3 chữ số bằng hợp phân thì số bên đây có 2, thôi kem khiêm số 0 cho đủ 3 chữ số bằng hợp phân. Hoặc là kem khiêm bớt ở chỗ này cũng được này. Như chỗ này kem bớt 2 chữ số 0, bên đây bớt 1 chữ số 0. Như là 0,1 với là 2,4 đều có 1 chữ số bằng hợp phân hết là được, đúng này. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 2, mình sẽ làm tiếp câu luyện tập số 1 nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu luyện tập số 1, nối các cặp phân số hợp phân bằng nhau nha. Giờ bây giờ mình sẽ nối các cặp số hợp phân bằng nhau, 0,15 sẽ bằng 0,1500, đúng không? Mình có thể thêm hai số 0 nữa thì số nó cũng bằng nhau thôi. Giờ 0,015 sẽ bằng 0,0150. Mình có thể khiêm số 0 bên phải để nó bằng nhau, đúng không? Và 0,1050 thì số 0 này bên phải cùng tận cùng, các em có thể bỏ đi. Như sẽ bằng 0,105. Giờ như mình xong câu luyện tập số 1, mình sẽ làm tiếp câu luyện tập số 2. Câu luyện tập số 2, người ta kêu mình nối các số đo bằng nhau. Như là 20,7 kg sẽ bằng 20,70, đúng không? Các em có thể thêm số 0 thì ở tận cùng bên phải thì hai số này sẽ bằng nhau. Giờ các em khi một số 0 tận cùng bên phải cứ nữa thì hai số này cũng bằng nhau thôi, đúng không? Như vậy ba số này sẽ bằng nhau nha. Còn số này sẽ không bằng ba số còn lại. Giờ như là mình xong câu luyện tập số 2 nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em khác giảng gì thì bạn thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sớm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.